Thi Thiên 102. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con. Nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến Ngài. Trong ngày gian truân, xin cho ân mặt Ngài với con. Xin nghiêng tai nghe con. Trong ngày con kêu cầu, xin mau mau đáp lời con. Vì các ngày con tan như mây khói, xương cốt con như than cháy trong lò. Lòng con như cỏ hoa bị vùi dập và khô héo, con quên cả ăn uống. Vì than thở rên xiết, thân con chỉ còn da bọc xương. Con giống như con bồ nông nơi rừng vắng, khác nào chim cú ở chốn đồng hoang. Con trằn trọc thao thức, con giống như chim sẻ quạnh hiu trên mái nhà. Hàng ngày kẻ thù sỉ nhục con, chúng chế giễu và nguyền rủa con. Bởi cơn giận và thịnh nộ của Chúa, con phải ăn bụi tro khác nào ăn bánh, và nuốt lệ đắng pha với thức uống của con. Vì Chúa nâng con lên cao rồi ném con xuống thấp. Ngày tháng qua mau như bóng ngã dài, đời khô héo khác nào hoa cỏ. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài ngự trên ngôi mãi mãi, kỷ niệm Ngài còn mãi từ đời này sang đời kia. Chúa sẽ sớm thương xót Si-ôn, vì đây là giờ Ngài ban ơn cho nó, và thời điểm đã đến rồi. Các đầy tớ Chúa yêu mến từng viên đá Si-ôn, và thương xót cả đến bụi đất nó nữa. Bây giờ muôn dân sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va, và tất cả các vua trên thế gian sẽ kính sợ vinh quang Ngài. Khi Đức Giê-hô-va dựng lại Si-ôn, Ngài sẽ hiện ra trong vinh quang Ngài. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, không khinh dễ lời nài xin của họ. Hãy ghi lại điều này cho thế hệ mai sau, để một dân tộc trong tương lai sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va. Vì từ nơi thánh trên cao Ngài nhìn xuống, từ trên trời Ngài xem xét thế gian. Ngài lắng nghe tiếng rên xiết của các tù nhân và giải phóng những người bị án chết. Như thế, người ta truyền rao danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn và ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem. Khi muôn dân muôn nước nhóm lại để thờ phượng Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho sức lực con suy yếu giữa đường, khiến ngày tháng đời con ngắn lại. Con thưa rằng, Đức Chúa Trời ơi, các năm Chúa tồn tại từ đời này qua đời kia, xin đừng cất con đi khi nửa đời gian dở. Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các tầng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư hoại, nhưng Chúa vẫn trường tồn. Trời đất sẽ cũ mòn như quần áo, Chúa sẽ thay đổi trời đất như chiếc áo và nó bị đổi thay, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm Chúa mãi mãi trường tồn. Con cháu của đầy tớ Chúa sẽ còn mãi, dòng dõi họ sẽ được vững lập trước mặt Ngài. Luca chương 23. Cả hội đồng đứng dậy giải Ngài đến trước Phi-lát. Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng, chúng tôi đã phát hiện người này xúi dục dân chúng nổi loạn, ngăn cấm chúng tôi nộp thuế cho Caesar, và xưng mình là Đấng Christ, là vua. Phi-lát tra gạn Ngài, ngươi có phải là vua dân Do Thái không? Đức Chúa Giê-xu đáp, chính ngươi đã nói thế. Phi-lát nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng, ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cứ một mực nói, người này kích động dân chúng, giảng dạy khắp miền Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê cho đến tận nơi này. Khi nghe điều ấy, Phi-lát hỏi xem Ngài có thật là người Galilê chăng. Khi biết được Ngài thuộc thẩm quyền của Herod, Phi-lát cho giải Ngài đến Herod, lúc ấy đang có mặt tại thành Giê-ru-sa-lem. Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua đã nghe nói về Ngài và mong gặp Ngài với hy vọng được xem Ngài làm phép lạ. Vì thế, vua gặn hỏi Ngài nhiều câu nhưng Ngài không trả lời gì cả. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo đứng gần đó tố cáo Ngài kịch liệt. Herod và quân lính khinh bỉ và chế giễu Ngài, mặc cho Ngài một chiếc áo sặc sỡ rồi giải giao Ngài cho Phi-lát. Trước kia, Phi-lát và Herod thù hiềm nhau, nhưng trong ngày ấy họ trở nên bạn hữu. Phi-lát triệu tập các thầy tế lễ cả, các nhà lãnh đạo và dân chúng lại mà nói rằng,
các ông đã đem nộp người này cho ta về tội xúi dân nổi loạn. Nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ông, thì không thấy người ấy mắc một tội nào mà các ông đã tố cáo. Herod cũng thấy vậy, vì đã giao người lại cho ta. Như thế, người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi thả ra. Họ đồng thanh kêu lên, hãy giết người này đi và tha Baraba cho chúng tôi. Baraba bị tù vì tội nổi loạn trong thành và giết người. Philát muốn tha Đức Chúa Giêsu nên tiếp tục thuyết phục dân chúng. Nhưng họ kêu lên, đóng đinh nó trên cây thập tự, đóng đinh nó trên cây thập tự. Philát lại nói với họ đến lần thứ ba, người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có tội gì đáng chết, vì thế ta sẽ đánh đòn rồi tha ra. Nhưng họ càng hét to hơn, đòi phải đóng đinh ngài vào cây thập tự. Và tiếng gào thét của họ đã thắng thế. Vậy Philát phán quyết theo lời đòi hỏi của họ. Ông tha tên tù mà chúng đã xin là kẻ giấy loạn và giết người, rồi giao Đức Chúa Giêsu cho họ theo ý họ muốn. Khi giải Đức Chúa Giêsu đi, họ bắt một người Syren tên là Simon từ miền quê lên và buộc anh phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân rất đông đi theo Đức Chúa Giêsu và có nhiều phụ nữ đấm ngực than khóc ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu quay lại phán với họ, hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc về ta, mà hãy khóc về chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này, những ngày sắp đến, người ta sẽ nói, phước cho đàn bà son sẻ, cho dạ không mang thai và vú không cho con bú. Rồi họ nói với núi, hãy đổ xuống chúng tôi, và nói với đồi, hãy che giấu chúng tôi. Vì nếu cây xanh mà người ta còn đối xử như thế thì cây khô sẽ ra sao? Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với ngài. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái ngài. Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của ngài. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác, nếu nó thật là Đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi. Quân lính cũng chế giễu ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống và nói, nếu ngươi là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu ngài có dòng chữ, người này là vua dân Do Thái. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng ngài rằng, ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia quở trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Rồi anh ta nói, lạy Giêsu, khi ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Giêsu đáp, thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Bây giờ, khắp đất đều tối tăm từ khoảng giữa trưa cho đến 3 giờ chiều. Mặt trời trở nên tối, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. Đức Chúa Giêsu kêu lớn lên rằng, lạy cha, con xin giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì trút hơi thở cuối cùng. Thấy sự việc đã xảy ra, viên đội trưởng tôn vinh Đức Chúa Trời rằng, thật, người này là người công chính. Cả đoàn dân tập hợp lại để xem cảnh tượng này. Khi thấy những gì đã xảy ra thì họ đấm ngực mà trở về. Tất cả những người quen biết Đức Chúa Giêsu và các phụ nữ theo ngài từ Galilee đều đứng đằng xa chứng kiến những việc ấy. Có một người tên là Joseph, nghị viên hội đồng công luận, là người tốt và công chính, không tán thành về quyết định và hành động của những người kia. Joseph quê ở thành Arimathe thuộc miền Jude, là người đang trông đợi vương quốc Đức Chúa Trời. Ông đi đến Philát xin thi hài của Đức Chúa Giêsu. Khi đã đem thi hài ngài xuống, Joseph khâm liệm bằng vải gai rồi đặt ngài trong huyệt đã đục trong vần đá, nơi chưa chôn ai hết.
bấy giờ là ngày chuẩn bị và ngày Sa-bát sắp đến. Các phụ nữ cùng đi với Chúa từ miền Galilee cũng đi theo để xem mộ và cách họ an táng ngài. Rồi họ trở về chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ ngơi theo luật định. Ê-xê-chi-ên chương 9. Ngài kêu lớn tiếng vào tai tôi rằng: các đao phủ của thành phố hãy đến gần, mỗi người cầm khí giới hủy diệt trong tay mình. Và kìa, có 6 người từ cổng trên về phía bắc đi đến, mỗi người cầm vũ khí giết người trong tay. Trong bọn họ có một người mặc vải gai, lưng đeo tráp bút mực. 6 người bước vào đứng bên bàn thờ bằng đồng. Vinh quang Đức Chúa Trời của Israel rời khỏi Cherub, là nơi thường ngự, mà đến ngưỡng cửa đền thờ. Đức Giê-hô-va gọi người mặc vải gai, lưng đeo tráp bút mực và phán: hãy đi qua khắp thành, tức là thành Jerusalem, và ghi dấu trên trán những người nào than thở, khóc lóc về mọi điều kinh tởm đã phạm giữa thành này. Rồi tôi nghe ngài phán với những người kia rằng: hãy theo sau người ấy, đi khắp thành và đánh giết. Mắt ngươi chớ đối tiếc, cũng đừng thương xót. Hãy giết hết bất kể người già, người trẻ, trinh nữ, đàn bà và trẻ em, nhưng chớ đến gần người nào có ghi dấu trên trán. Hãy bắt đầu từ những người già cả ở trước đền thờ. Ngài lại phán với họ: hãy làm ô uế đền thờ, làm cho xác chết đầy dẫy các hành lang. Hãy đi ra. Vậy họ đi ra và đánh giết trong thành. Trong khi họ đánh giết thì tôi ở lại một mình. Tôi ngã sấp mặt xuống và kêu lên rằng: ôi lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sắp đổ cơn giận trên thành Giê-ru-sa-lem mà hủy diệt hết dân còn sót lại của Israel sao? Ngài phán với tôi: tội ác của nhà Israel và Giu-đa thật quá lớn. Đất đầy dẫy máu, trong thành đầy dẫy bất công, vì họ nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này, Đức Giê-hô-va chẳng thấy gì cả. Về phần ta, mắt ta cũng chẳng đối tiếc, cũng không thương xót. Ta sẽ làm cho đường lối họ đổ lại trên đầu họ. Kìa, người mặc vải gai, lưng đeo tráp mực, đến tường trình rằng: tôi làm đúng như lời ngài đã truyền. Ê-xê-chi-ên chương 10. Tôi nhìn và thấy vầm trời phía trên đầu các cherubim có cái gì giống như cái ngai bằng đá bích ngọc. Ngài phán với người mặc vải gai rằng: hãy đi vào giữa các bánh xe quay tít ở dưới cherub. Hãy lấy những than lửa đỏ từ giữa các cherubim, bỏ đầy cả hai tay ngươi và rải ra trên thành này. Người ấy vào nơi đó trước mắt tôi. Khi người ấy đi vào thì các cherubim đang đứng bên phải đền thờ, và mây phủ đầy hành lang trong. Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ cherub và đứng nơi ngưỡng cửa của đền thờ. Đền thờ đầy mây và hành lang đầy ánh vinh quang rực rỡ của Đức Giê-hô-va. Tiếng của những cánh cherubim vang ra đến hành lang ngoài giống như tiếng của Đức Chúa Trời toàn năng khi ngài phán. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho người mặc vải gai rằng: hãy lấy lửa từ giữa các bánh xe quay tiếp, từ giữa các cherubim, thì người ấy đi vào và đứng bên cạnh một bánh xe. Rồi một cherub giơ tay ra lấy lửa từ giữa các cherubim và đem đặt vào tay người mặc vải gai. Người này nhận lấy rồi đi ra. Dưới cánh các cherubim có hình một bàn tay người. Tôi nhìn và thấy có 4 bánh xe bên cạnh các cherubim, mỗi bánh xe bên cạnh một cherub, và hình dáng những bánh xe ấy giống như bích ngọc. Về hình dáng, 4 bánh xe đều giống nhau, mỗi cái giống như bánh xe lồng trong bánh xe. Khi đi, chúng đi theo 4 hướng, không xoay qua xoay lại. Tùy theo bánh xe dẫn đầu hướng về bên nào thì chúng đi theo bên ấy, và khi đi chúng chẳng xoay lại. Toàn thân các cherubim, gồm cả lưng, tai, cánh, bánh xe đều đầy những mắt khắp chung quanh. Cả 4 bánh xe đều như vậy. Bây giờ tôi nghe các bánh xe ấy được gọi là các bánh xe quay tít. Mỗi cherub có 4 mặt. Mặt thứ nhất là mặt cherub, mặt thứ nhì là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử,
mặt thứ tư là mặt chim ưng. Bây giờ, các cherubim cất lên. Đây là những sinh vật mà tôi thấy bên bờ sông Keba. Khi các cherubim đi thì các bánh xe đi bên cạnh. Khi các cherubim xẻ cánh để cất lên khỏi đất thì các bánh xe vẫn ở bên cạnh chúng. Khi các cherubim dừng lại thì các bánh xe cũng dừng lại. Và khi các cherubim cất lên thì chúng cũng cất lên, vì thần của các sinh vật ấy ở trong các bánh xe ấy. Bây giờ, vinh quang của Đức Giê-hô-va ra khỏi ngưỡng cửa đền thờ và đứng trên các cherubim. Các cherubim xòe cánh cất lên khỏi đất trước mắt tôi khi chúng ra đi cùng với các bánh xe bên cạnh. Chúng dừng nơi lối vào của cổng phía đông nhà Đức Giê-hô-va và vinh quang Đức Chúa Trời của Israel ở trên chúng. Đó là những sinh vật mà tôi thấy ở dưới Đức Chúa Trời của Israel bên bờ sông Keba. Và tôi biết chúng là cherubim. Mỗi cherub có bốn mặt và bốn cánh. Dưới cánh có hình bàn tay người. Hình dạng của các mặt chúng giống như mặt mà tôi đã thấy cả hình và chính chúng bên bờ sông Keba. Mỗi sinh vật đều đi thẳng về phía trước.